quay trở lại với kênh Nga TV nha. Hôm nay đầu tuần Nga chúc cả nhà một ngày đầu tuần đầy năng lực và làm việc thật tốt nha. Còn riêng hôm Nga, trưa hôm nay Nga sẽ giới thiệu cả nhà mình ăn tập trung cái món sashimi. Ở đây Nga có mấy loại, có bốn loại à. Ở đây mình có bào ngư sashimi và giò đỏ sashimi và cá người sashimi. Và cái này là trứng nhím các bạn, trứng nhím biển. Không ta, tự nhiên nhớ cái quên mất tiêu. Trứng nhím biển. Đây, Nga cũng có một hộp. Bây giờ hôm nay Nga quyết định Nga ăn lại cái sashimi của bào ngư. Tại bữa trước ăn nửa ký rồi mà cũng không có miếng ấy là không có miếng video nào để đăng lên hết. Cái wasabi này mình cứ ăn kèm theo những gừng muối chua các bạn. Gừng muối chua đây là mình mua, nó có cái những cái hộp nhỏ, nó làm cho mình rất là tiện các bạn. Gừng muối chua và wasabi nó cũng bỏ trong hộp nhỏ, mình cũng rất là tiện các bạn. Nước tương á, thì nó bỏ cho mình ở trong cái những cái tép nhỏ nhỏ, nhưng mà mình cũng đã có những cái chai lớn ở nhà ở ngoài rồi. Còn đây là mình trứng cá chuồng các bạn, trứng cá chuồng. Còn đây là trứng cá hồi. Cái này trứng cá hồi đấy bạn, mình để đây chút xíu mình sẽ ăn thêm, kèm với rong biển. Thôi bây giờ mình mời cả nhà nha. Trước hết Nga sẽ bỏ wasabi vô nước tương, Nga đánh nó lên. Trước hết Nga bỏ wasabi vô, Nga đã tròn nó lên. Nghe mùi sòng sặc lên hấp dẫn quá. Tại Nga ăn cay nhiều nên Nga bỏ cũng hơi nhiều. Ở đây sò đỏ các bạn, ở đây mình có một dĩa sò đỏ, mười mấy miếng nhỏ các bạn, sò đỏ. Ở đây là sashimi mà cá hồi mà Nga để nguyên tảng luôn. Bào ngư thì có hai con và nhím biển. Thôi Nga mời cả nhà nha. Bây giờ mình ăn cái nào trước ta? Trước hết mình khai vị bào ngư đi ha. Bào ngư mình khai vị đi. Buồn quá, bữa trước ăn nguyên, bữa ăn nửa ký rồi mà nó ấy. Bây giờ mình ăn là bào ngư. Đây nè các bạn, nó có kèm cho mình ít củ cải đỏ rồi nè, cải trắng chứ. Mời cả nhà nha. Rất ngon. Giòn giòn sực luôn các bạn. Cho hết quay bây giờ. Rất là ngon. Hơi gừng chua bạn. Không tuyệt vời luôn. Bông nha, giờ mình ăn sò đỏ ha. Cái đỏ bạn.
ăn rất là dai, ngọt thật, là ngon mà. Mắt này là đã ăn qua hết rồi, còn cái nhím biển này nha, chưa ăn lần nào vậy bạn. Thế thì các bạn này chưa ăn, mình có đi ăn nhà hàng Nhật của mình cũng ít ăn này lắm, có lần nó làm chung một hai qua một hai sashimi á, nó có một miếng này mình ăn nhưng có độ nhẫn nhẹ nên là nghe cô không thích, nhưng mà hôm nay nha tao quyết định là chọn người ăn thử. À đây nè các bạn, quá trời luôn, hô rớt rồi, đừng mà cả nhà nha. Béo béo mà có cái mùi đặc trưng của nó bạn. Béo cực kỳ luôn, ăn không béo cực kỳ luôn. Cái gừng muối chua rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn trứng cá các bạn, trứng cá chuồng với lại trứng cá hồi mà có kèm theo rong biển, mình để mình cuốn các bạn. Nè nào, rong biển latito nha, mở cái nắp này ra đây nè, Nga sẽ múc một mình sẽ ăn thử một miếng trứng cá chuồng không các bạn, mình ăn thử trứng cá chuồng không để coi nó có cái vị gì không ha. Măng mặn. Nó nghĩ cái này nó đã muối rồi các bạn, chứ không phải trứng tươi. Đã muối đó. Thì mình mới giữ được lâu. Nó là nó mặn, nó hơi măng mặn. Bây giờ mình bỏ gừng vô. Đầy đủ các bạn. Rồi mình chấm. Mùi rất là đặc trưng, rất là ngon.
Giờ là phải ăn trứng cá hồi hả bạn? Trứng cá hồi. Trứng hồi muỗng nhỏ quá, không muốn vô. Trứng hồi ăn thử à. Ăn ngõ bập bập. Nhưng nó cũng có đồ mặn các bạn. Trứng này trứng muối, chứ không phải trứng tươi. Ăn ngõ bập bập cũng có đồ mặn. Mình sẽ làm như vậy luôn. Mình sẽ chan lên. Ngon quá. Mình ăn nó sẽ bập bập và nó sẽ tan. Mình nhai cái nó tan ra cả. Tan ra cái nước. Cái nước của nó y có cái dạng dầu dầu quá bạn. Tới quá. Không ăn. Cắn có người vô. Béo. Thịt thơm. Lắm trước mấy. Qua cái bên nào. Giờ hàng thật luôn.
không mặn quá. Trứng này muối ăn không mặn lắm bạn. Trứng cá chuồng. Cá chuồng mà cũng có trứng nữa. Mình ăn nãy giờ mình nói giá cái hộp này đó, hộp trứng cá hồi á, Nga mua ở Đào Hải Sản. Cái này là Nga mua toàn bộ ở Đào Hải Sản hết. Cái hộp này là có 100g, 150.000 các bạn. Cái hộp này là 50g, như quên, Nga quên mất tiêu rồi ta. 120 gì các bạn, hộp này 120 vậy, trứng cá chuồng. Cái hộp này là gạch của nhím biển, là con cầu gai á, nó mua là 240 một hộp này, 245 nó có 5 ngăn các bạn, 240 nó có 5 ngăn. Và hai con bào ngư này á, nó mua hai con bào ngư cái dạng sashimi á, cái giá là 325.000 hai con. Còn cái sò đỏ này nó mua một dĩ này là 145.000 một dĩ. Còn cái này là nó mua 160 mấy ngàn một dĩ này, 65 ngàn một dĩ này. Đó bạn, cái đồ Nga mua là như vậy. Mình mua đồ hải sản ở dưới đảo hải sản các bạn. Một miếng wasabi thì nó bỏ mình trong đây, hộp rất là sạch sẽ. Một miếng gừng nó cũng bỏ mình trong đây. Và bỏ cho mình một cái chén nữa để đựng nước tương. Và mấy lá tí tô. Thế là xong rồi các bạn. Hết sạch, chỉ còn miếng cá thôi. Các bạn thân mến, video của mình cũng kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn lại video, hẹn là các bạn video kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.